Thì Nghiệp thực sự Nghiệp rất là thích hát và rất là hy vọng Hoa Sen sẽ cho mình hát một bài song ca gì đó trong năm mới. Nếu được, mọi người cứ gửi bài hát hay là cứ cho một cái bài hát gì đó đặc biệt mà phù hợp với Nghiệp, Nghiệp sẽ không bao giờ làm mọi người thất vọng hết á. Và nói về cái màn kết hợp thì chắc chắn năm sau mọi người sẽ thấy được một cái màn trình diễn rất là đặc biệt. Hoa Sen Ngọc Mai đau đầu vì Quốc Nghiệp đòi sinh con trong năm mèo và đòi đi thi hát. Vừa qua tại một sự kiện, vợ chồng Hoa Sen Ngọc Mai Quốc Nghiệp đã có những chia sẻ dí dỏm và hài hước về cuộc sống riêng của hai vợ chồng. Sau thành công của Hoa Sen, Quốc Nghiệp dí dỏm khoe bản thân cũng muốn thi hát như vợ vì cũng đã rèn giọng hát suốt thời gian dài. Trước phát biểu của chồng, Ngọc Mai chỉ biết đánh trống lạng, than đau đầu. Tuy nhiên, trả lời trước báo chí, ông xã Ngọc Mai vẫn tuyên bố chắc nịch, mọi người cứ chờ đợi, nhất định sẽ có dịp biểu diễn trước khán giả. Không chỉ vậy, Quốc Nghiệp còn hào hứng khoe vợ tuổi mèo, sang năm là năm của vợ và anh cũng muốn gia đình có thêm một con mèo con. Trong suốt buổi trò chuyện, anh liên tục nhắc khéo vợ chuyện sinh con, khiến Hoa Sen chỉ biết than trời vì chưa muốn quay lại thời điểm sữa. Cặp đôi cũng tiết lộ đang có kế hoạch tổ chức đám cưới trong năm mới sau hai lần tổ chức hụt vì dịch. Vì sợ nói trước bước không qua và sợ có biến phải dời như hai lần trước nên Hoa Sen và ông xã chưa hé lộ cụ thể thời điểm. Cặp đôi chỉ hé lộ thời điểm tổ chức dự kiến là trong năm 2023. Vậy là showbiz Việt sắp sửa có thêm một đám cưới tưng bừng nữa rồi. Cùng chờ đợi nhé các fan của Hoa Sen và Quốc Nghiệp. Cùng xem một vài hình ảnh cũng như những dòng chia sẻ của cặp vợ chồng Hoa Sen Ngọc Mai và Quốc Nghiệp do Sài Gòn TV Entertainment ghi hình và phỏng vấn nhé. Và hôm nay Quốc Nghiệp và Ngọc Mai đang có mặt ở một cái tiệc trà ấm áp của Junho & Care 2 năm. Mai cũng như là anh Nghiệp sẽ thường uống trà với nhau ở nhà. Thì bây giờ dẫn nhau đi uống trà ở ngoài xem thử ấm áp như thế nào. Có ấm áp như ở nhà không? Trà sữa đúng không? Thật sự những cái ngày cuối năm như vậy thì cũng có những cái điều cũng rất là thú vị. Và hôm nay cũng là một cái ngày mà được rảnh rỗi một tí xíu thì Quốc Nghiệp và Ngọc Mai được mời đến tham dự một cái event như vậy. Thì Quốc Nghiệp hy vọng rằng là cái tiệc trà hôm nay sẽ rất là ấm áp cùng với tất cả mọi người. Hoa Sen buổi tối thì vẫn áo quần lồng lộn đi cùng với chồng và đi đâu cũng có chồng một bên thôi. Đi hát kiểu gì thì như thế nào cũng có ông xã một bên. Và buổi sáng tỉnh dậy vẫn đi siêu thị và vẫn nấu ăn một cách rất bình thường như Hoa Sen, giống như chữ Hoa Sen vậy đó. Là con sen luôn. Thì rồi đến chiều thì mình mới cùng nhau đi ra ngoài. Thực ra thì nếu như mà anh Nghiệp đã từng trải qua rồi thì hai vợ chồng sẽ hiểu rất là nhiều hơn và hỗ trợ cho nhau nhiều hơn ấy. Nên và ngày xưa thì mình là trợ lý của anh thì bây giờ anh là trợ lý của mình đó, đổi qua đổi về. Anh cũng không có gì để thay đổi đâu, bởi vì cuộc sống vẫn bình thường và tất cả mọi thứ đều do cái quyết định của hai vợ chồng và chủ động hết tất cả mọi thứ, chứ không có vì một bất kỳ một lý do gì. Nhưng mà chỉ có điều là khi mà Hoa Sen được mọi người biết nhiều hơn thì Nghiệp lại càng thấy hạnh phúc. Nghiệp thực sự Nghiệp rất là thích hát và rất là hy vọng Hoa Sen sẽ cho mình hát một bài song ca gì đó trong năm mới. Nếu được, mọi người cứ gửi bài hát hay là cứ cho một cái bài hát gì đó đặc biệt mà phù hợp với Nghiệp, Nghiệp sẽ không bao giờ làm mọi người thất vọng hết á. Và nói về cái màn kết hợp thì chắc chắn năm sau mọi người sẽ thấy được một cái màn trình diễn rất là đặc biệt. Mà nãy quên, giống như là Mai nói về cái chuyện mà phải mài kiếm hay là may sao mọi người mà tu luyện, rèn luyện về cái giọng hát, là giống như Nghiệp là Nghiệp luôn giấu cái giọng hát của mình mà không biết khi nào mình mới dám thể hiện đó. Cho nên là... Dạ anh mài kiếm đi anh. Em mày anh mấy năm rồi đó, anh thấy cũng bén rồi đó, chuẩn bị là ra sắt được rồi đó nha. Chuẩn bị anh rút kiếm đúng không? Dạ, dạ rồi. Vậy thì mọi người sẽ chờ là một ngày Quốc Nghiệp tự nhiên đội một con mascot nào đó thì mọi người sẽ giật mình. Đôi khi yên tâm, mùa sau sẽ có Quốc Nghiệp. Thôi, The Mask Singer nào đó tự nhiên có Quốc Nghiệp cái giật mình luôn này. Trời đất ơi, từ mới nghĩ ra. Mọi người cũng rất là ít biết được là bởi vì tại sao mà Ngọc Mai quán quân, là bởi vì Ngọc Mai ẩn mình là trong cái sự che giấu của Nghiệp. Cho nên là ai biết, cho nên bây giờ Nghiệp công khai cho mọi người biết là ta Nghiệp cứ yêu. Nghiệp che giấu kỹ có phải quá. Có qua đầu đầu. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.